Thu Thủy thân ái kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình Việt Mỹ Television. Kính thưa quý vị, và bây giờ kính mời quý vị theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi. Phần tin tức của đài truyền hình Việt Mỹ gồm có các bản tin chính như sau. Trung Quốc dừng cấp phép du lịch cá nhân đến Đài Loan. Triều Tiên lại thử hỏa tiễn. Các cuộc thảo luận phi hạt nhân hóa Triều Tiên sẽ sớm khởi sự. Hoa Kỳ đẩy mạnh chiến lược an ninh vào lúc Trung Quốc làm khu vực lo ngại. Nhật lần đầu tiên lên tiếng về vụ đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc ở bãi Tư Chính. Để mở đầu, kính mời quý vị theo dõi phần tin thế giới. Kính thưa quý khán thính giả, trước hết kính mời quý vị theo dõi phần tin liên quan đến thế giới. Chiến hạm Anh đến Trung Đông để bảo vệ eo biển Hormuz. Các nỗ lực quốc tế để bảo vệ an toàn cho eo biển Hormuz đang gia tăng sau khi Anh Quốc cho biết là một chiến hạm thứ hai đã đến khu vực. Và Nam Hàn có thể sẽ điều động một đơn vị quân đội tham gia lực lượng quốc tế. Căng thẳng đã gia tăng tại eo biển Hormuz trong những tuần gần đây sau khi Iran bắt giữ tàu dầu Stena Impero của Anh Quốc. Chính quyền London đã điều tàu HMS Duncan, một trong các khu trục hạm Type 45 của nước này, đến Trung Đông để hộ tống mọi tàu hàng cấm cờ Anh đi ngang qua eo biển. Theo Bộ Quốc phòng Anh cho biết vào hôm Chủ nhật ngày 28 tháng 7, tàu HMS Duncan sẽ hoạt động cùng khu trục hạm nhẹ HMS Montrose Type 23 cho tới cuối tháng 8. Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải quan trọng trong ngành nhiên liệu, là đường đi của khoảng 1/3 lượng dầu và 1/4 lượng khí đốt được vận chuyển trên toàn thế giới. Cả Hoa Kỳ và Anh Quốc đều đang soạn thảo các kế hoạch an ninh cho eo biển Hormuz. London vào tuần trước nói rằng sẽ có thêm hành động để đối phó với Iran. Trong khi đó, Nam Hàn đang cân nhắc điều đơn vị hải quân Cheongye của nước này tới eo biển Hormuz để gia nhập cùng liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu. Thưa quý vị, Cambodia mua 40 triệu Mỹ kim vũ khí Trung Cộng. Thủ tướng Cambodia Hun Sen vào hôm thứ Hai 29 tháng 7 tuyên bố sẽ chi thêm 40 triệu Mỹ kim để mua vũ khí của Trung Cộng nhằm hiện đại hóa quân đội quốc gia. Ông Hun Sen nói số tiền 40 triệu Mỹ kim sẽ do Cambodia chi trả, cộng thêm với khoản viện trợ quân sự 290 triệu Mỹ kim của Trung Cộng trước đây để Phnom Penh hiện đại hóa quân đội. Các thông tin này được Thủ tướng Hun Sen công bố trong chuyến thăm một sân thể thao do Trung Cộng tài trợ tại thủ đô Phnom Penh. Ông Hun Sen nói, các vũ khí được mua sẽ bao gồm hàng chục ngàn khẩu súng để thay thế các vũ khí cũ. Và các vũ khí này hiện đang trên đường vận chuyển tới Cambodia. Trong diễn văn được chiếu trực tiếp trên Facebook, ông Hun Sen nói, ông muốn tăng cường sức mạnh quân đội. Thủ tướng Hun Sen một lần nữa cũng bác bỏ bản tin của tờ Wall Street Journal vào tuần trước, nói rằng Bắc Kinh và Phnom Penh đã đạt một thỏa thuận bí mật cho phép Trung Cộng được đóng quân tại một phần của căn cứ hải quân Rim. Bản tin của Wall Street Journal dẫn nguồn là các viên chức Hoa Kỳ và đồng minh. Thủ tướng Hun Sen nói rằng thông tin này là bịa đặt bởi hiến pháp Cambodia không cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ. Và tin tiếp theo nói về 57 người thiệt mạng, 16 người bị chặt đầu trong vụ thảm sát nhà tù ở Brazil. Thưa quý vị, chính quyền ở tiểu bang Pará cho biết, vào hôm thứ Hai ngày 29 tháng 7, một cuộc đụng độ đẫm máu giữa hai băng đảng nhà tù đã khiến ít nhất là 57 tù nhân thiệt mạng, với 16 người trong số họ bị chặt đầu. Đây là cuộc đụng độ chết người mới nhất khi chính phủ Brazil đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát các nhà tù quá đông đúc.
Chính quyền tiểu bang cho biết cuộc bạo loạn này đã bắt đầu vào ngày khoảng 7 giờ sáng giờ địa phương tại một nhà tù ở thành phố Altamira ở phía Bắc và có liên quan đến các băng đảng đối lập nhau. Chính quyền tiểu bang Para cho biết các tù nhân thuộc băng Commando Class A đã đốt cháy một phòng giam chứa các tù nhân từ băng đảng đối thủ là Commando Vermejo hay là Red Command. Họ cho biết hầu hết những người chết đã thiệt mạng trong vụ cháy. Hai lính canh bị bắt làm con tin, nhưng sau đó đã được thả ra. Các video lưu hành online cho thấy cảnh các tù nhân tại nhà tù vui mừng khi họ đá những cái đầu bị chặt đầu trên sàn nhà. Tuy nhiên, hãng tin Reuters đã không thể xác minh đoạn phim này một cách độc lập. Thưa quý vị, Trung Quốc dừng cấp phép du lịch cá nhân đến Đài Loan. Tin sau đây cho biết Trung Quốc sẽ ngừng cấp giấy phép đi du lịch cá nhân đến Đài Loan, áp dụng cho người dân ở 47 thành phố của đại lục kể từ ngày 1 tháng 8. Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc cho biết vào hôm thứ Tư 31 tháng 7, viện dẫn tình trạng quan hệ với Đài Loan, nhưng không đi vào chi tiết. Người dân ở đại lục cần phải có giấy phép để du lịch sang Đài Loan, hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh coi là một tỉnh phản nghịch thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Trước đây chỉ có du khách từ 47 thành phố như Bắc Kinh, Thượng Hải và Hạ Môn được phép tự đi riêng lẻ đến thăm Đài Loan. Du khách đại lục có giấy phép được cấp trước ngày 1 tháng 8 có thể theo hành trình ban đầu. Nhưng sau ngày đó thì khách du lịch chỉ có thể đi theo nhóm. Vụ du lịch quốc tế Trung Quốc, gọi tắt là CITS, đơn vị điều hành du lịch lớn của đại lục cho biết, Hội đồng chuyên trách các vấn đề đại lục của Đài Loan nói họ kịch liệt phản đối và lên án động thái của Trung Quốc. Chính quyền đại lục đã đơn phương hủy bỏ thỏa thuận mà không trao đổi với phía chúng tôi. Hội đồng nói trong một tuyên bố, chúng tôi không vui khi thấy hoạt động du lịch bình thường và sự giao lưu giữa hai bờ eo biển bị gián đoạn bởi các yếu tố chính trị, vẫn theo bản tuyên bố. Lệnh cấm được đưa ra vài tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan vào tháng Giêng năm 2020. Bắc Kinh vẫn tỏ thái độ nghi ngại đối với bà Thái Anh Văn từ khi bà trở thành Tổng thống Đài Loan vào năm 2016. Về phía Trung Quốc nghi ngờ bà đang thúc đẩy để Đài Loan chính thức tuyên bố độc lập. Thưa quý vị, liên quan đến Biển Đông, căng thẳng Biển Đông, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung sẽ là chủ đề chính tại hội nghị ASEAN. Theo tin từ Bloomberg, căng thẳng gia tăng ở Biển Đông và ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại Hoa Kỳ-Trung Cộng rất có thể sẽ trở thành chủ đề chính trong các cuộc đàm phán trong tuần này khi các nhà ngoại giao hàng đầu hội tụ tại Bangkok cho một hội nghị thượng đỉnh quan trọng ở Đông Nam Á. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo đã tham dự cuộc họp của các ngoại trưởng ASEAN cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Cộng Vương Nghị ngay sau các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước tại Thượng Hải vào hôm thứ Ba, tức là ngày 30 tháng 7. Các cuộc họp này sẽ diễn ra khi Việt Nam và Philippines đang cáo buộc rằng Trung Cộng đã trở nên hung hăng hơn trong việc tuyên bố chủ quyền đối với các vùng rộng lớn của Biển Đông, một hành động được Hoa Kỳ gọi là hành vi bắt nạt hồi tuần trước. Vào hôm thứ Hai ngày 29 tháng 7, một viên chức Indonesia cho biết Trung Cộng vẫn sẽ tìm cách thúc đẩy một bộ quy tắc ứng xử hàng hải được dự đoán từ lâu với ASEAN, khối 10 quốc gia Đông Nam Á, sau khi hai bên đồng ý về một dự thảo sơ bộ. Thưa quý vị, hãng tin Yonhap News cho biết là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bắc Hàn Ri Yong-ho sẽ không tham dự và hủy bỏ mọi cuộc đàm phán với các viên chức Hoa Kỳ. Sang qua bản tin nói về Hoàng gia Monaco có cô dâu người Pháp lai Việt Nam. Hoàng gia Monaco có cô dâu mới là một cô gái người Pháp lai Việt Nam và lễ cưới vừa được tổ chức vào hôm thứ Sáu 26 tháng 7 năm 2019. Theo Yahoo, cô dâu của gia đình hoàng gia Monaco có tên là Marie Hoa Chevalier. Cô sinh ra ở Pháp và gia đình bên ngoại của cô là người gốc Việt. Chú rể Louis Dacriet là con trai của công chúa Stephanie. Anh còn là cháu nội của cố hoàng tử Rainier Đệ Tam của Monaco và cố minh tinh người Mỹ Grace Kelly.
Nhiều tờ báo cho biết là cô gặp anh Bill Gates trong lúc đi học ở Đại học Skamar Business School ở Pháp cách đây 7 năm và có bằng cử nhân quản trị kinh doanh. Đến năm 2015, cô tốt nghiệp Đại học Western Carolina University ở Kilauea, North Carolina. Và lễ cưới long trọng kéo dài 2 ngày được tổ chức ở Monaco bắt đầu vào hôm thứ Sáu 26 tháng 7. Được thị trưởng George Markson điều phối. Đến ngày thứ Bảy thì cô Chevalier và anh Ducret tổ chức lễ cưới truyền thống tại nhà thờ St. Nicholas Cathedral. Nhiều hình ảnh cho thấy là cô dâu mặc đến 3 bộ áo cưới được chuẩn bị rất công phu và lễ cưới rất long trọng. Nhiều nguồn tin cho biết là cô Chevalier và anh Ducret đang đi du lịch ở Việt Nam thì anh cầu hôn tại khách sạn Four Seasons Resort ở Hội An, thưa quý vị. Tiếp theo bản tin sau đây nói về Triều Tiên lại thử hỏa tiễn. Thưa quý vị, quân đội Hàn Quốc cho hay là Triều Tiên vừa phóng 2 hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn vào sáng sớm ngày thứ Tư 31 tháng 7, ít ngày sau khi họ phóng 2 hỏa tiễn tương tự nhằm gây sức ép để đòi Hàn Quốc và Hoa Kỳ dừng các cuộc tập trận sắp tới. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc là Kang Kyung-hwa nói với các phóng viên ở Seoul trước khi lên đường đi dự diễn đàn an ninh Đông Nam Á tại Bangkok. Nói rằng hành động của Triều Tiên không giúp xoa dịu căng thẳng quân sự, cũng không giúp gì trong việc duy trì đà tiến cho các cuộc đối thoại đang diễn ra. Ông Kang kêu gọi Triều Tiên hãy đình chỉ các vụ phóng hỏa tiễn. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo và trưởng đoàn đàm phán của Hoa Kỳ với Triều Tiên cũng đang trên đường đến dự diễn đàn an ninh khu vực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN tại thủ đô của Thái Lan. Và ông Pompeo nói, ông hy vọng rằng các quan chức Hoa Kỳ có thể gặp các đối tác phía Triều Tiên ở đó. Vụ phóng mới nhất diễn ra ngay trước chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Seoul của tân Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là Mark Esper. Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã bắn các hỏa tiễn đạn đạo có tên là KN-23, bay được khoảng 250 km và hình như là loại tương tự với các hỏa tiễn đã phóng hồi tuần trước. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc là Cheon Kyung-du nói tại một diễn đàn quốc phòng ở Seoul rằng thật khó chặn đứng loại hỏa tiễn như KN-23, mặc dù các hệ thống phòng thủ hỏa tiễn của Hàn Quốc có thể phát hiện và đánh chặn chúng. Vào hôm thứ Tư ngày 31 tháng 7, đài KCNA, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên, liên tục kêu gọi Hoa Kỳ và Hàn Quốc hãy chấm dứt các cuộc tập trận chung thù địch của họ, song không đề cập đến các vụ phóng hỏa tiễn của Bình Nhưỡng. Thưa quý vị, Henry Ferron, một nhà nghiên cứu kỳ cựu tại Trung tâm Chính sách Quốc tế cho trụ sở tại Washington, cho rằng Hoa Kỳ và Hàn Quốc có thể cần cân nhắc tạm ngừng các cuộc tập trận hoặc đề xuất các biện pháp khác để giảm căng thẳng. Tôi nghĩ rằng có nguy cơ cao là các cuộc đàm phán sẽ chấm dứt hoàn toàn nếu Washington và Seoul tiếp tục phớt lờ mối quan ngại của Triều Tiên bằng cách tiến hành tập trận. Kính thưa quý khán thính giả, đó là phần tin liên quan đến thế giới. Chúng tôi xin tạm ngừng trong chốc lát và sau một vài thông tin thương mại ngắn, Ngọc Thủy sẽ trở lại ngay với quý vị trong phần tin Hoa Kỳ.